bánh dừa là bánh dừa chuối, nơi sản xuất bánh dừa chuối. Bánh dừa chuối là tỉnh Bến Tre. Tương đối ngon, mọi người thông báo trên internet cho nên mình có đi vô đây mình ăn thử ha. Phía đây là có một cái chợ, chợ làng đây ha, chợ chợ của phường 1 Ngô Quyền ha, đây là cái chợ. Phía trước đó là cái trung tâm thành phố của thành phố Mỹ Tho nha. Đây là chợ, giống như chợ của phường ha, chợ phường. Có bán cá, bán lên, bán đầy đủ ha. Nói chung này, sáng sớm này có một cái chợ cá, cá rô, cá chê vàng ha. Bây giờ mình trở về lại cái quán hủ tiếu ha, tên là Quần Ký ha. Bây giờ mình vô quán hủ tiếu ăn ha. Ăn sáng nha quý vị ha. Để mời quý vị anh chị em cùng ăn chung với mình ha. Rồi đây, quán này cũng nhỏ nhưng mà đông đông khách tương đối. Này có hủ tiếu mì Hoàng Thánh rồi, mọi người ăn cũng rất lòng. Tiêu ngon không con cá? Rồi, mới vừa ăn xong cho nên cũng hết 5 tô.
bánh tầm. Bánh tầm mua một bịch thôi. Mua bánh ninh không? Dạ không ăn bánh ninh. Bánh ninh vô. Tép bánh ít. Bánh ít lơ gà bánh chè. Bánh ít lắm à chú? Bánh ít nè chị ba mua em vài cái ngon lắm. Bánh chè chị hả? Mua bò vài cái đi. Đậu xanh lá gai nè. Dạ. Đây là phường 1, chợ của phường 1 thành phố Mỹ Tho ha. Đường đi qua Trà Vinh, đây là cái cầu Cổ Chiên nha. Cầu Cổ Chiên đây, cầu Cổ Chiên nó xây dựng. Cá bông lau của mình rất nhiều, bự bự không mà cá bự bự. Sông Cổ Chiên. Yep. Cầu Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh, đi qua địa phận của
Vâng, và có thể nói hai kia rất là sốc nha. Còn khoảng 10 mét nữa thôi. Cầu ngang hay chà cứu? Cầu ngang ở đường số 1 bên phía đường 5 và chà cứu ở đường bay số 2 bên phía lên này. Dạ kính thưa quý vị, hai kia rất sốc kèo với nhau. Ai sẽ giành chiến thắng trong cặp đấu này đây? Một lần nữa, các cặp đấu diễn ra rất chân tình. Nếu xuất sắc giành chiến thắng đai trong bụng nó cũng giảm được trước cầu ngang ở lượt trận thứ ba, cầu ngang sẽ chắc chắn. Thank you.
chứa nèm. Đây là cái khu khách sạn Cửu Long, thành phố Vĩnh Long ha. Du lịch sông nước miệt vườn Vĩnh Long tên. Kia là bến phà.